Rồi, xin chào anh em nha, giới thiệu với anh em một bữa hồng trăm hàng khủng nha anh em. Hàm hố luôn. Bè người khiên này nặng nha, bốn người khiên thì nó hơi nhẹ. Vô, hoành bể hết vô. 76. 76 đây, bờ ngang vậy. Bắt đầu bờ ngang thử bờ. Với anh em chuẩn bị chậu á. Đây đây. 76 à, hoành bể 76 nha. Vô. Vô. 2 mét vuông thì 1 mét. Nó như cái núi nha mấy anh em. Liền hết nha, sạch sẽ. Chèn rễ nè. Chuột nó chút ép như thế nha. Hàng có 1 không có 2 đâu. Không được nữa nha. Nhắm đi nó hơi lũa mà không quên cộng bả cũng được.